Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Nhung cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine giải phóng hơn 20 địa phương trong vùng Kherson. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng ngày 2 tháng 6 cho biết, tại vùng Kherson, hơn 20 địa phương đông dân cư đã được giải phóng ở phía vùng Dnipropetrovsk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng lưu ý rằng khoảng 50% dân số đã rời khỏi vùng Kherson. Trong cuộc tấn công thành công của lực lượng phòng thủ Ukraine, quân Nga đã bị tổn thất và đã bị tháo chạy khỏi Mykolaivka, vùng Kherson, gây ra một sự hoảng loạn cho các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang Nga. Làn sóng tháo chạy đang diễn ra trong khi quân ta truy kích đối phương về hướng thành phố Kherson. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến thêm trung bình 8-10 cây số một ngày từ hôm thứ Bảy 28 tháng 5 tới nay ở các hướng Kherson và Zaporizhia, miền nam Ukraine. Những kẻ xâm lược làm nổ tung các cây cầu ở Inhulet, nối liền Davidiv và Velika Oleksandrivka, pháo vào Pion và các thành phố khác nhằm chặn đường tiến quân của quân đội Ukraine. Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga tiến hành tập trận. Hôm thứ Tư 1 tháng 6, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cung cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn cơ động cao do Mỹ sản xuất, được gọi là HIMARS, như một phần trong gói hỗ trợ an ninh thứ 11 của nước này cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng các lực lượng hạt nhân của nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực Ivanovo. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, tại khu vực Ivanovo, các bệ phóng tự hành của hệ thống hỏa tiễn đất đối đất di động Yaz do nhóm Tchaikovsky của lực lượng hỏa tiễn chiến lược điều khiển đang thực hiện các cuộc diễn tập chuyên sâu trên các tuyến đường tuần tra chiến đấu như một phần của cuộc tập trận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận cùng với hơn 100 đơn vị thiết bị. Bộ cho biết, lực lượng hỏa tiễn chiến lược đang nghiên cứu triển khai các hệ thống hỏa tiễn ở các vị trí trên thực địa, di chuyển lên đến 100 cây số, phân tán các đơn vị khi thay đổi vị trí thực địa, củng cố kỹ thuật, ngụy trang và bảo vệ chiến đấu. Lực lượng hỏa tiễn chiến lược là một thành phần chính trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, được thiết kế để bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân. Các hỏa tiễn chiến lược được chế tạo bởi các tổ hợp Yaz có khả năng đánh trúng mục tiêu ở phạm vi lên tới 11.000 cây số. Nói cách khác, chúng có thể được bắn đến hầu hết các thủ đô lớn trên thế giới. Chúng được trang bị bộ phận chính, có thể tháo rời với các đơn vị cơ động tấn công riêng lẻ. Tuyên bố của Thiếu tướng Igor Konashenkov được đưa ra chỉ một ngày sau khi một nữ sứ ngôn viên của đài truyền hình Cẩm Linh khét tiếng là hiếu chiến đã tuyên bố rằng Thế chiến thứ ba đã bắt đầu và tuyên bố nhiệm vụ của Nga bây giờ là phi quân sự hóa NATO. Việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc giờ đây cuộc hành quân đặc biệt của chúng ta đã trở thành một cuộc xung đột toàn cầu, một tuyên truyền viên của đài truyền hình Cẩm Linh cho biết. Khi Ukraine đưa vào sử dụng phương tiện hỗ trợ chiến thuật hạng nặng Wolfhound mới của Anh. Olga Skabejeva, sứ ngôn viên của đài truyền hình Russia 1, tuyên bố rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine giờ đã kết thúc. Cô ta nói, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc giờ đây nó đã trở thành một cuộc xung đột toàn cầu, khi quân của Nga trưng bày các phương tiện hỗ trợ chiến thuật hạng nặng mới của Anh là Wolfhound. Skabejeva nói, đã đến lúc phải thừa nhận rằng cuộc hành quân đặc biệt của Nga ở Ukraine đã kết thúc. Theo nghĩa là một cuộc chiến tranh thực sự đã bắt đầu, đó là Thế chiến thứ ba. Trong những ngày này, ra rả trên các đài phát thanh và truyền hình Nga là các bài hùng ca, kể cả các bài hát cộng sản kêu gọi bảo vệ đất nước như thể nước Nga đang bị xâm lược, chứ không phải là đang xâm lược Ukraine. Các nguồn tin phương Tây lạc quan thì cho rằng Nga đã cạn kiệt các khí tài chiến tranh,
Các hình ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy xe tăng T-62 cổ đại đang được chuyên chở trên các chuyến tàu hướng tới tiền tuyến ở Ukraine. Những chiếc xe tăng này được cho là có niên đại khoảng 60 năm tuổi và đã được đưa ra khỏi kho chứa, vì từ lâu chúng không được sử dụng. Đó là một dấu hiệu lớn cho thấy kho vũ khí của Mạc Tư Khoa đang cạn kiệt. Tuy nhiên, có những người bi quan thì lo ngại rằng một khi hết các vũ khí quy ước, Nga sẽ quay sang dùng các vũ khí hạt nhân. Đức cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không, xem xét việc cung cấp hệ thống hỏa tiễn hàng loạt. Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cung cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn cơ động cao do Mỹ sản xuất, được gọi là HIMARS, Đức tuyên bố ủng hộ hành động này của Tòa Bạch Ốc và sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không, đồng thời xem xét việc cung cấp hệ thống hỏa tiễn hàng loạt, gọi tắt là MLRS. Đức sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không loại IRIS-T và radar phát hiện mục tiêu hiện đại, cũng như xem xét khả năng cung cấp nhiều bệ phóng tên lửa hợp tác với Mỹ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố như trên trong bài phát biểu của mình tới Hạ viện hôm thứ Tư. Chính phủ đã quyết định rằng chúng tôi sẽ chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại nhất mà Đức có, đó là IRIS-T, Thủ tướng nói. Theo quan chức hàng đầu, hệ thống phòng không của Đức sẽ cho phép Ukraine bảo vệ toàn bộ các thành phố khỏi các cuộc không kích của Nga. Ông Scholz nói thêm rằng Đức sẽ cung cấp cho Ukraine một loạt radar hiện đại, cho phép các lực lượng của họ phát hiện các loại pháo, súng cối và tên lửa của đối phương. Ngoài ra, theo Thủ tướng Đức, trong tiến trình hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Đức sẽ xem xét khả năng cung cấp nhiều bệ phóng tên lửa cho Ukraine với tầm bắn không tới lãnh thổ Nga. Theo người đứng đầu chính phủ Đức, trong những tuần tới, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 12 xe pháo tự hành tối tân với sự hợp tác chặt chẽ của Hà Lan. Việc đào tạo các binh sĩ Ukraine có liên quan sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Lithuania kêu gọi NATO tăng quân ở sườn phía đông như một biện pháp răn đe. Ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis của Lithuania đã lên tiếng kêu gọi NATO tăng quân ở sườn phía đông, đặc biệt là tại Lithuania, Estonia và Ba Lan, trước các mối đe dọa chiến tranh lan ra bên ngoài Ukraine, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cung cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn cơ động cao do Mỹ sản xuất, được gọi là HIMARS. Trước đó, tại thủ đô Vilnius của Lithuania, Phó Tổng Thư ký Liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết, NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết trong quá khứ nhằm kìm hãm việc triển khai lực lượng của mình ở Đông Âu. Mircea Gioana nói với Agent French Press rằng bản thân Mạc Tư Khoa đã phủ nhận mọi nội dung trong đạo luật cơ bản NATO-Nga khi tấn công Ukraine và ngừng đối thoại với Liên minh. Theo đạo luật cơ bản năm 1997, nhằm mục đích thiết lập lại mối quan hệ giữa Nga và Liên minh, cả hai bên đã đồng ý làm việc để ngăn chặn bất kỳ khả năng đe dọa nào dẫn đến việc xây dựng các lực lượng thông thường ở các khu vực đã thống nhất của Âu Châu, bao gồm Trung và Đông Âu. Họ đã đưa ra quyết định, họ không thực hiện nghĩa vụ, không gây hấn với các nước láng giềng, và điều họ đang làm và họ cũng không thường xuyên tham vấn NATO. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trên thực tế, các điều khoản trong đạo luật cơ bản năm 1997 này không hoạt động là vì Nga. Ông nói, thực tế là Nga đã tránh xa các điều khoản của thỏa thuận năm 1997. Giờ đây, chúng tôi không có bất kỳ hạn chế nào để có được thế trận vững chắc ở sườn phía đông và bảo đảm rằng mỗi inch vuông lãnh thổ của NATO đều được bảo vệ bởi Điều 5 và các đồng minh của chúng tôi. Điều 5 của NATO đề cập đến phòng thủ tập thể, trong đó nói rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả họ. Gioana không cho biết chi tiết về bất kỳ kế hoạch triển khai nào như vậy, nhưng cho biết ông dự đoán một sự hiện diện mạnh mẽ, linh hoạt và bền vững.